Hồ Bích Trâm bất ngờ thông báo mang thai lần hai, săn rồng vàng thành công. Sau khi bày tỏ mong muốn có thêm con thứ hai, giờ đây Hồ Bích Trâm đã hạnh phúc khi thành công săn được rồng vàng như mong ước trước đó của cô. Sáng ngày 18 tháng 4, thông qua trang Facebook cá nhân, Hồ Bích Trâm bất ngờ thông báo việc đã mang thai em bé thứ hai cùng những bức ảnh gia đình. Nữ diễn viên không khỏi hạnh phúc, xúc động chia sẻ tin vui này đến với những khán giả của mình. Ly ông ơi, lên chức anh hai rồi nhé. Săn rồng thành công rồi cả nhà ơi. Chào mừng con đến với gia đình. Con là món quà, là niềm vui, là hạnh phúc và là động lực cho ba vực dậy tinh thần lúc này. May quá năm nay đỡ tốn xiền mua quà sinh nhật cho ba. Vì đã tặng món quà vô giá rồi, Hồ Bích Trâm hào hứng chia sẻ. Càng bất ngờ hơn, tin vui này chính là món quà mà Hồ Bích Trâm dành tặng riêng cho ông xã Quảng Trọng trong dịp sinh nhật lần thứ 40 của anh. Hồ Bích Trâm nhập hội săn rồng vàng. Nói về quá trình mang thai lần hai, Hồ Bích Trâm cho biết cô khá may mắn khi trong thai kỳ không bị ống nghén nhiều mà vẫn có thể ăn uống, hoạt động bình thường. Chắc có lẽ cả hai đứa nhà tôi đều mong mẹ có sức khỏe để kiếm tiền nuôi con nên trộm vía tôi không ống nghén gì nhiều, cười. Đùa vậy thôi, thật ra mặc dù bản thân tôi không thấy có nhiều sự khác biệt trong việc ăn uống nhưng tôi vẫn cảm nhận được có những thay đổi nào đó rất kỳ diệu trong cơ thể mình. Nên dù không còn mang tâm trạng bỡ ngỡ của lần đầu làm mẹ, ở lần mang thai thứ hai này, tôi vẫn rất lo lắng vì mỗi lần bầu bì là mỗi lần khác biệt. Tôi chỉ có thể thăm khám sức khỏe, ăn uống đầy đủ để cả mẹ và con đều sức khỏe tốt nhất trong thai kỳ, Hồ Bích Trâm chia sẻ. Từng trải qua một lần sinh nở, ở lần mang thai này, Hồ Bích Trâm cho biết cô đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trước đây khi mang thai con đầu lòng, Hồ Bích Trâm đã từng rơi vào tình trạng sức khỏe tâm lý không ổn định khi bị rối loạn lo âu, áp lực khi mang thai em bé. Đây cũng là lần đầu Hồ Bích Trâm chia sẻ về những kinh nghiệm cho các mẹ bầu khi mang thai. Nữ nghệ sĩ cho biết với lần mang thai này cô cố gắng để tâm lý thoải mái nhất có thể và cũng mong các mẹ bầu có thể tâm sự, trò chuyện cùng chồng, gia đình nhiều hơn để tránh gặp những vấn đề về tâm lý khi thay đổi nội tiết tố khi mang bầu. Được biết, cách đó không lâu, Hồ Bích Trâm cũng từng chia sẻ mong muốn sinh thêm em cho bé Leon sau khi mọi thứ ổn định. Có lẽ, ở giai đoạn này, khi đón nhận một bé rồng vàng là hạnh phúc của nữ diễn viên và gia đình. Tôi và chồng đều mong muốn có thêm em bé sau khi Leon tròn một tuổi nhưng vợ chồng tôi cũng biết con cái là lộc trời ban nên chỉ có thể chăm sóc cơ thể thật tốt để đủ sức khỏe khi có duyên. Ngay khi biết bản thân mình có thai em bé thứ hai, tôi đã thật sự xúc động. Có lẽ là do may mắn nên cả hai lần mang thai của tôi đều trở thành món quà sinh nhật ý nghĩa cho chồng mình. Khi ông xã tôi biết tin anh cũng bất ngờ và hạnh phúc lắm. Thời gian qua gia đình tôi xảy ra những biến cố khi ông nội của Leon mất là cú sốc lớn cho đại gia đình. Thế nhưng, em bé lại bất ngờ xuất hiện như một món quà quý giá an ủi cho cả gia đình vậy. Hồ Bích Trâm tâm sự. Nữ diễn viên chia sẻ cô cùng chồng rất thích đẻ nhiều con vì hai vợ chồng đều quá mê trẻ con sau khi sinh bé đầu lòng Leon. Từ ngày có Leon, gia đình tôi rộn ràng, tươi tắn lắm. Tôi và ông xã vốn đã thích trẻ con nên mê con khủng khiếp, cười. Do vậy hai vợ chồng quyết tâm săn rồng vàng và may mắn đã mỉm cười với gia đình. Bây giờ em bé cũng đã gần 3 tháng tuổi. Tôi và cả chồng đều mong gia đình sẽ có thêm một nàng công chúa để đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng nếu con là trai hay gái chúng tôi đều sẽ yêu thương như nhau hết. Nữ diễn viên chia sẻ thêm. Nói thêm về những dự định trong tương lai, Hồ Bích Trâm chia sẻ việc cô mang thai hai em bé gần nhau cũng giúp nữ diễn viên rút ngắn thời gian tạm ngưng những dự án nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.